Chào mọi người trở lại Happy Channel. Đây là chiếc nón ROG 07 màu đen nhám. Mình hỗ trợ gắn luôn tai nghe Bluetooth cho bạn khách này. Hiện chỗ Happy có 7 cửa hàng ở quận Tân Bình, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 7, quận 8, quận 12, Hồ Chí Minh và một cửa hàng ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Thật lòng chia sẻ các bạn là mình không thích màu đen nhám cho lắm, nhưng mà khi sờ vào cái màu đen nhám của ROG 07 này, cảm giác nó rất là đã tai. Nó vừa trơn trơn mà nó vừa lì lì, cảm giác nó rất là mạnh mẽ nha các bạn. Và màu sơn sơn rất là đều, rất là đẹp luôn. Thêm nữa, lớp phủ nhám này sẽ khác với những cái màu đen nhám của những cái nón khác, nó sẽ khó bị trầy hơn rất là nhiều. Mình thử cái nón này rồi, có thể bị cọ bị quẹt nhiều nhưng mà cái chày, cái vết trầy để lại nó cũng rất là hạn chế, cho nên cái màu đen nhám của ROG 07 cũng là cái điều rất là đáng thử, rất là đáng chơi nha. Bạn khách này thì mua một cái F353 màu đen nhám luôn, và một cái mũ ROG 07 này thì cái mũ ROG 07 sẽ là cái bạn đi thường ngày, còn cái F353 là dùng để đi đường dài, đi những cái tour dài, tour xa. ROG 07 thì đã quá tốt rồi, giá chưa tới 1 triệu nữa, được hai kính rất là nhẹ, chỉ có 1080g mà còn được tặng thêm một bộ kính ngoài và một cái kính ở trong nữa. Happy hỗ trợ đối với dòng nón này là các bạn được sử dụng trong 2 tuần, không thích thì trả nón lại, Happy sẽ hoàn 80%, không cần lý do nha các bạn. Và lưu ý, cái này chỉ áp dụng với nón, tem thì mình không có thu lại nha. Cảm ơn các bạn.